chào mừng các bạn đến với kênh Ken Channel. Và như ở tập trước thì chó Romic đã bị chóng mặt và đi qua cây cầu đã bị lọt xuống rồi. Trời ơi, hú hồn, vẫn còn nửa cái bánh quy, nếu không thì khỏi hồi sinh lại luôn. Cái trò này khó thiệt á. Sau khi chui vào trong cái cối xay đá thì nó cứ nó xoay vòng vòng mà, nên chó Romic đã bị chóng mặt theo luôn. Giống như mấy bạn chơi trò vòi voi vậy đó, xoay một hồi là mình bị chóng mặt liền à. Mà khi đang chóng mặt mà biểu đứng lên một cây cầu sao đứng nổi, bởi vậy chó Romic mới bị rơi xuống đó. Bây giờ chỉ còn có nửa cái bánh quy à, bây giờ mà lọt xuống giống hồi nãy nữa thì chỉ có mà tiêu đời. Bây giờ mình phải qua nè, đi lên cái cây cầu đó nó chút xíu à. Nếu mình cứ chạy chỗ này một hồi mình cũng sẽ chóng mặt cho mà xem. Trời ơi, nó quay vòng này mấy bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ chơi chiêu khác, mình đừng có chạy vòng theo nó. Nhảy lên. Rồi, kìa, cái cây cầu kìa, cây cầu sắt á. Nhưng mà giờ đang chóng mặt quá à. Làm sao đây? Thôi bình tĩnh. Nè. Lần này chơi tiếp game hay là nghỉ là do khúc này nè mấy bạn. Đi qua. Trời ơi, chụp kịp. Hú không? Trời, lại xuống đây nữa rồi, lại tiếp tục phải đu cái cối xay đá này nữa rồi. Ui da, bây giờ mình không đu vòng vòng nữa, mình lên chỗ này luôn. Tại vì càng đi vòng vòng mình càng chóng mặt. Thôi, nhảy qua. Thôi, mình quá. Được rồi. Thôi, thở phào nhẹ nhõm. Rồi, bây giờ mình đi qua đây nè. Bên này nó có cái công tắc không biết để làm gì nữa. Hả? Nó lại mở ra một cái cây cầu sắt nữa kìa. Rồi, vậy là mình phải quay lại rồi. Chó Romic ơi, cố gắng tìm cho ông thêm một cái dụng cụ nữa. Đủ 7 cái ông sẽ chế tạo ra một cái này hay lắm nè. Trời ơi, bây giờ mình còn đang lo mình rớt xuống dưới cái vật này đây, ở đó mà đi kiếm dụng cụ cho ông chủ. Ông chủ đợi con xíu. Rồi, bây giờ mình phải qua đây, rồi lại qua cái cây cầu màu xanh. Ui, trời ơi, mấy nó lọt rồi. Ây da. Rồi. Mình qua được cái chỗ cây cầu màu xanh. Bây giờ nhấn nút thì chuyện gì xảy ra? Hả? Lại thêm một cây cầu nữa. Trời ơi, cái người viết game này định đùa giỡn với người chơi hả trời? Ây, chỗ Romic đã chóng mặt lắm rồi nha. Ui, ở dưới là nguyên cái hố, có cái chất màu xanh kìa. Vậy là chắc độc rồi. Ơi, nhấn nút. Ui, nó xuất hiện ra cái cầu thang cho mình nữa kìa. Nó muốn dẫn mình đi lên phía trên đó hả? Rồi, leo lên cầu thang thôi. Không biết trên này là cái gì đây nữa. Hả? Đu dây tử thần. Trời ơi, thêm một trò chơi sinh tử nữa rồi. Trò chơi mạo hiểm bắt đầu. Đu dây. Ôi, sợi dây này đưa mình đến chỗ của em Hải Ly Con bị nhốt nè. Trời ơi, cái con chim cánh cụt này thiệt là độc ác mà. Nó cho em Hải Ly ở trên một cái hố mà phía dưới toàn là nước màu xanh kìa. Rất là nguy hiểm luôn. Thôi đẩy vô. Trời ơi, mình nhìn thấy cái nước màu xanh đó mình còn sợ nữa, đừng nói chi Hải Ly. Được chưa? Chưa, đẩy vô sát xuống bên trong. Mẹ Hải Ly đang làm việc kế bên để canh chừng kìa. Yeah, được rồi. Bây giờ đi xuống thôi. Ủa, rồi làm sao hạ anh Hải Ly xuống đây ta? Ý, có cái công tắc kìa, chắc chỗ này mở ra quá. Yeah, cứu được rồi. Kìa Hải Ly, đi ra đi, em được về nhà với ba mẹ rồi đó. Ôi, cục cưng, cuối cùng còn thoát ra được rồi. Ý, nhưng mà bây giờ chưa có cái lối đi để thoát ra ngoài đâu. Mình phải tìm đường thoát ra nữa. Hải Ly ở đây đợi nha. Ui, ở đây có thêm một dụng cụ nữa nè. Cần quá. Ông chủ ơi, tìm đủ 7 dụng cụ cho ông chủ rồi nè. Không biết ông chủ dùng nó để làm gì nữa. Thôi để mang xuống cho ông chủ đã. Lại lên, ta cần sửa cái máy này nè. Dạ, đợi chút xíu. Ui trời ơi, tây toàn là chuột không vậy? Ông chủ ơi, ông đâu rồi? Sao ông đi chậm quá vậy? Ta đây, ta đang đi thang máy xuống nè. Đợi xíu. Ui, không biết cái máy này là máy gì ta? Cái máy này là cái máy làm bột. Nhưng mà ta đã có cách để thay đổi nó thành một vũ khí lợi hại. Hả? Ông lại tiếp tục phát minh nữa hả ông chủ? Chứ sao? Cái máy này cái máy làm bột nè.
Bây giờ hãy xem đây, cần phải dụng cụ nè. Tên tên tên, thấy gì chưa? Đây là cây súng bắn bột. Hả, con dùng bắn bột để làm gì? Ngươi chưa biết công dụng đúng không? Vậy thì bây giờ hãy nhìn cái động cơ kia đang quay kìa. Bây giờ nhắm thẳng cái nòng súng lên trên đó và bắn cho ta xem. Hả, hồi bữa là cây súng bắn chuối, bây giờ cây súng bắn bột hả ông chủ? Chứ ngươi đã thu thập được rất là nhiều bột rồi, giờ bắn thử đi. Ôi, không biết có xài được không nữa. Ông chủ thích thì chiều. Ý mà ông chủ ơi, đây nhiều chuột quá à. Trời ơi, ngươi là con chó to khổng lồ mà ngươi đi sợ con chuột hả? Thôi lo bắn đi kìa, chứ không là hụt đó. Yeah, sau khi hụt mấy lần thì trúng rồi. Ui, ông chủ ơi hay thiệt, mình bắn bột vô cái nó dừng động cơ lại kìa. Wow, cái ông khó nẹn nó cũng ngã xuống luôn, làm đường cho mình đi. Wow, hay quá vậy. Ôi, trên này có một cái máy cần sửa chữa nữa kìa. À, theo như ông nhìn thấy cái cấu tạo của cái hầm này á, thì cái chỗ sửa điện đó chính là cái nơi kết nối để mở cái cửa đằng kia kìa. Cửa nào vậy ông chủ? Đi lên đi ông chủ, chỉ cho mà xem. Dạ, đợi xíu đi lượm ốc hết đã. Trời ơi, lại thêm được một dụng cụ nữa. Mừng quá, mừng quá. À, trời ơi, trên này có tiền nè, để đi lên lượm đã. Lên, trời ơi, cao dữ vậy. Lên, ây da. Lượm được rồi, yeah. Cao ghê thiệt. Trong trò chơi này mấy bạn, chó rốt mệt á có thể nhảy cao được nha. Và có thể từ trên cao nhảy xuống luôn. Nhưng mà cái nào cao quá là tiêu đời á. Giống như ngoài đời thiệt của mình cũng vậy đó. Mình nhảy mà từ trên cao mà rơi xuống là có khi bị chết queo luôn đó. Cho nên mấy bạn đừng có nhảy nhót kiểu đó nha. Ư, lượm được một dụng cụ nữa nè. Ui, chỗ này bị khóa cửa rồi. Ý, bên này còn cái cửa nè. Nào, thử coi, thử coi. Ui da, ui da. Rồi, cửa bị khóa luôn rồi ông chủ ơi. Mình hết đường đi rồi. Ý, ở dưới có hồ nước, nhảy luôn. Dưới hồ nước mình nhảy không sao. Còn mà mặt đất á, nó cứng á, mình nhảy mình mới bị tiêu đời. Rồi, lượm hết rồi ông chủ. Bây giờ, mình làm gì tiếp theo đây ta? Ý, không xong rồi. Con robot có gắn camera, nó đi theo mình kìa. Nè, trời ơi, vũ khí này xịn quá à. Nó có thể làm hư những cái robot luôn. Vậy là con có thể dùng cây súng này để tiêu diệt những con robot mà nó đeo trong chống tre đúng không chủ? Đúng rồi, đúng rồi. Đây gọi là cây súng tiêu diệt robot. Hay quá, hay quá. Bây giờ mình đã có vũ khí rồi. Mấy con robot mà chim cánh cụt mà đeo trong chống tre của Doraemon á, là đừng hòng mà tấn công được mình. Mấy bữa nó chích điện mình không á mấy bạn. Ý, ông chủ ơi, lên đây. Cái này cần sửa nè. Ủa mà cái này sửa rồi đi đâu vậy ta? Ông chủ ơi, lại lên, lại lên. Từ từ, từ từ. Ý, đằng kia có landing pad kìa. Lối thoát hiểm ra ngoài của cái tầng hầm. Vậy có khi nào cái này là cái chỗ để mình mở cửa không chủ? Ờ, cũng có lý lắm á. Đâu đâu đưa để ông chủ sửa nó đã. Sửa xong biết đâu mình sẽ thoát ra ngoài được. Ông với lại chó rố mịt và gia đình của các bạn Hải Ly cũng thoát ra ngoài luôn. Mình đủ 9 cái dụng cụ rồi nè. Bây giờ mình sửa thôi. Ồ, cửa mở, cửa mở. Ôi trời, mấy cái xe cứu kích nó đang đẩy thang vô kìa. Thôi, mình lo mình đi nhanh đi ông chủ ơi. Rồi bây giờ cái chỗ điện này mình đã sửa xong rồi. Nhưng mà giờ cái thang máy làm sao lên được đây? Ý, đằng này có cái chỗ điều khiển kìa. Vậy thôi rối mệt lên điều khiển cho ông chủ lên trước đi. Hả, sao có chuyện gì á, ông chủ cũng giành trước hết giờ. Còn lúc chiến đấu thì ông chủ không chịu chiến đấu. Ủa vậy giờ ai là chủ, ai là lính đây? Dạ con. Rồi rồi ông chủ chuẩn bị lên nè. Công nhận vũ khí mới này xịn thiệt mấy bạn ơi. Phát minh mới của ông chủ xịn quá. Bắn cho nó quay quay quay. Đưa ông chủ lên luôn. Rô mệt lên đây. Đã đến cái chỗ lối thoát hiểm để đi ra khỏi tầng hầm rồi nè. Hello, không biết có cái gì nguy hiểm ngoài này không nữa. Ui, ở đây, rô mệt ơi. Con chim cánh cụt xấu xa đang ngồi trên máy bay trực thăng bay ra ngoài rồi. Không sao, không sao, đợi xíu. À, trời ơi. Ông chủ ơi, con bị xe cứu kích đụng rồi. Ây da, chóng mặt quá. Còn lo cái vụ mà máy bay á, quên để ý luôn à.
Này này này, qua đây qua đây. Ông mới suy nghĩ ra một cái phát minh mới. Hả? Ông chủ lại có phát minh gì nữa vậy? Tao gom hết dụng cụ đưa ra cho ông. Ông sẽ phát minh ra một thứ mà mình có thể dí theo và bắt được tên chim cánh cụt. Hả? Nhưng mà tên chim cánh cụt đang ở trên máy bay trực thăng mà. Làm sao mình bắt được? Ông bay ở trên bầu trời lận. Ôi, mình không thể tin được. Không biết ông chủ có quăng lựu đạn bóc phét không nữa. Rồi, xong rồi, lên đi. Thấy chưa? Người thấy cái gì chưa? Đây là máy bay trực thăng do ông chủ mới tạo ra đó. Kìa, tên chim cánh cụt ở phía trước mình kia. Tên gấu bắc cực kia, lên đây nhanh lên. Ôi, nó kia, nó kia. Dí theo, dí theo. Ừ, tên gấu bắc cực thì ngươi chậm chạp á. Nhanh lên, rất mệt. Dí theo, dí theo. Thank you.